Xin chào mọi người Tối nay 8 giờ 30 Mình sẽ có một cái phát trực tuyến Ở trên Tiền Academy Ở trên Youtube Mình sẽ nói về Bitcoin Và mình sẽ nói về Hoa Kỳ Nước Mỹ Chuyện gì thiệt sự đang xảy ra ở Mỹ Và sau đó mình sẽ nói về Bitcoin Và mình sẽ kết nối Mỹ đang làm gì với Bitcoin? Nó có thể đánh vỡ Bitcoin hay không? Nó có thể làm sụp đổ Bitcoin hay không? Và chuyện gì nó đã làm rồi nhưng không thành công? Và sau đó mình sẽ nói về Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin. Và những cái thông tin về cái chu kỳ này. Xu hướng sẽ đi đâu? Bao nhiêu phần trăm sẽ đi xuống, rồi sau đó đi lên, hay là đi lên rồi lại đi xuống? Thì tối nay mình sẽ mở mí cái suy nghĩ của mình cho bạn. Để cho bạn có một cái sự chuẩn bị cho những người mà chỉ muốn đợi, gọi là đợi đấy để mua và giữ nó lâu dài. Hoặc cho những người à, gọi là mua vô bán ra, mua vô bán ra. Có thể là swing trade, có thể là mua vô vài ngày sau bán ra vài tuần sau bán ra giá nó lên bán ra thì mình sẽ chia sẻ những thông tin đó trong tối hôm nay ở trên cái nền tảng YouTube mang tên là Tiền Academy mình tên là Daniel tới từ Tiền Academy kênh về đầu tư Bitcoin hay nhất tại Việt Nam xin chào